Xin chào các bạn, đã đến với kênh Thích Sài Gòn, mình là Huy Hoàng. Mình đang ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, một trong nơi cung cấp hoa lớn nhất Sài Gòn. Mời các bạn đi tham quan với mình. Theo hàng năm thì khoảng có 28-29 thì người đi mua hoa mới nhiều các bạn. Đoàn hồ điệp rất là đẹp. Và đây là phòng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm về hoa, 63 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10. Để mình đi một vòng trong đây cho các bạn thấy nha. Quá đẹp luôn. Lan hồ điệp đẹp quá. Các bạn thân mến, còn đây là con đường đi vô chợ Hoa Hồ Thị Kỷ các bạn. Xung quanh đây người ta bán rất là nhiều hoa đào các bạn. Các bạn thấy không? Đó, hoa đào rất là nhiều. Nếu có dịp thì qua đây ủng hộ gian hàng Hoa 84 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10. Các bạn thấy không, ở đây bán rất là nhiều hoa đào. Đây thì shop hoa người ta đã cắt cành đã hết rồi, không có cây ở trong đó, nên là cái này rất là tiện khi mà mình đưa về mình trang trí mình trưng luôn.
đây các bạn. Đây là một dàn, đây là một cửa hàng bán hoa lan tiếp các bạn. Đây là cây chuối ngọc nè các bạn. Riêng ở cửa hàng này hoa đào với màu sắc nó rất là đa dạng các bạn, từ màu xanh, màu đây là lên màu đỏ các bạn. Bông gì với em, cái trái là đỏ đó em, chuối ngọc, chuối ngọc à, đẹp quá ha. Trái nó giống như là trái trái tầm dột đó các bạn. Đây nè, đây là màu xanh nè, cây nè, cái chuối ngọc màu xanh nè, đây là màu trắng trắng vàng, đây là màu đỏ. Đó,
ở đây là đường nhánh, một cái đường nhánh của đường đây là đường Lê Hồng Phong, nó cũng thuộc là đường đường chính của nó là đường Hồ Thị Kỷ luôn. Sức mùa giờ đang nóng lên các bạn. Cái đây là hoa nhập từ Hát Farm của Đà Lạt nè các bạn. Hướng dương chứ các bạn, bông hoa hướng dương, hoa hồng, lan hồ điệp. Các bạn thấy không, xung quanh đường bây giờ rất là đông các bạn. Đã đang trồng hai bên đường rất là đông các bạn, khách đi mua hoa rất là đông. Chúng ta kẹt xe là các bạn, phía trước là một cái xe 16 chỗ, nó chở đang chở bông vô. Đường xá rất là đông các bạn.